Hello cả nhà, hôm nay mình cùng vợ chồng anh Đông đi vô cái bãi câu cá cóc. Chiều nay mình sẽ cùng vợ chồng anh Đông câu cái bãi này nha mọi người. Cái bãi này cá cũng im lắm, mọi thường câu mấy cái bãi này ngon lắm nha mọi người. Đó, vợ chồng anh Đông đang chuẩn bị xuống cần, mời mọi người đón xem buổi chiều nay cái mình với vợ chồng anh Đông câu có cá không nha mọi người. Ủa anh Đông dính rồi mọi người ơi. Đông anh lên được con cái gì cái gì cái gì cái gì lên đầu tiên đây? Ủa cái gì anh Đông? Ủa cái gì á? Cá cóc. À, được một con cá cóc nha mọi người. Cóc này to nha. Đây dạ. Giục luôn mọi người. Đây, một con cá cóc đầu tiên. Wow, con cá cóc này bự nha. Xuống rộng, vô rộng. Ủa mình máng bằng cái gì? Cái cây trống em lấy rồi. Đấy đi, kiếm cái cây cầm. Cái cây bên đây. Cây khác cầm đi. Cây này. Ừ. Mẹ nó nãy giờ con cá gì mà nó Con kêu 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 không phải. cá gì hả? Một con cá cóc đầu tiên nha mọi người. Một con. Ủa, ủa cá gì bự vậy? Chỉ dính con cá mè dinh nữa mọi người ơi. Ủa, nó dính vào trong đây luôn rồi nè. Lại này nữa. Đó. Nó xa quá, Ủa, sao mày ta? đem vào anh đi luôn. Đây, lắng lình luôn. Rồi con cá mè dinh nha mọi người. Cá mè dinh to ghê luôn á. Láng lình luôn. Bây giờ bò nó láng đã ghê luôn. Lạnh luôn đi. Đây con mè dinh, cái mè dinh này mới đã nè nha mọi người, bự lắm. Vô rộng. Ủa sao này nó không bật lên nhỉ? Nó vừa cho nó yếu rồi cái À. Hai con có tinh thần rồi. tinh thần rồi vậy đó, ít nhất cũng phải vậy. Hai con à, tiếp tục xem chiều nay cái anh Đông có lên được con cá nào bự không nha mọi người. Chiều nay có vũ khí câu cá cá lóc luôn mọi người à, chẳng những có đem theo lưỡi câu để rê cá lóc luôn nha mọi người. Mọi người đón xem buổi chiều có lên được cá lóc nào không nha mọi người. Đây cá lóc bông nhiều lắm nha mọi người. Rồi mời mọi người đón xem tiếp. Giữa clip và cuối clip mình có lên được cá gì ngon không nha mọi người. Thì tiếp tục dính con cá cóc nữa nha mọi người. Và chỉ được con thứ hai nè, nãy là con cá mè. Giờ là con cá cóc. Tiếp tục con cá cóc nha mọi người. Mà chị Tiền cầm em nghe điện thoại cái chị Tiền. Rồi mà mọi người đón xem tiếp nha mọi người. Giờ tới chiều có lên được con cá gì to không? Giờ anh Đông anh đang xuống cần nha mọi người. Làm câu cái bãi câu cá cóc. Cá cóc và cá. Chào anh Đông. Ừ, chào cả Chào nhà. chị. Chào cả nhà. Chào mọi người, nay ảnh xuống cần rồi nha mọi người. Tiếp tục xuống cần thứ hai. Thì theo thường lệ là chỉ xuống ba cần câu tay nha mọi người. Đó, mọi người nhớ đón xem cái chiều nay có lên được cá cóc bự và cá rô biển bự không nha mọi người. Ẩm dài cái bến này Hổm bỏ rày hả, không có câu lại cái nhà bến qua này. bảy con câu đây chứ đâu. Nay cũng mấy ngày rồi không câu lại. Bữa đông câu với cá chép vàng đây nè. Tiền dính tiếp tục con cá cóc nữa nha mọi người. Qua wow, con cá này bự á chị Tiền. Đây. Đây là con cá thứ hai của chị rồi nha. Ba. Qua wow luôn hả? À con cá mà dính với con cá ăn cá cóc không? Nè. Nó Giờ dính có chút còn xíu à. Ồ dính hai thẻo nữa. nãy giờ còn này dính không mấy chị kia có dính đâu Coi chừng nó chạy á.
Cái giờ tuần này dính không, nhưng mà hai tuần này có dính đâu. Hai thằng kia nó chưa ăn. Nó ăn, nó gỉ á, mà nó lúc qua hoài mà nó không dính. Từ từ. Từ từ con cá bự nó vô nó ăn dính à. Đây nó hai tuần, hai bên thì dính, cái bà tuần giữa nãy giờ nó không gỉ. Chỉ câu bên đây, còn anh Đông câu bên kia nha mọi người. Bên kia cá to hơn nhưng mà nó chưa dính, còn gửi đó chút xíu mới bắt lên mọi người. Chiều chiều mới lên á. Chiều mát mát à, đem lên. Rồi mời mọi người đón xem chiều mình đem cá nó lên nha mọi người. Chị dính tiếp tục con cá rô biển nha mọi người. Đây, còn lên con cá rô biển đầu tiên. Qua wow, mập chưa? Cá rô biển ú nu luôn mọi người ơi. Ủa, cá này đã nè. Im. Chị Tiền im. Đây nè chị. Một con cá rô biển. Thấy cái phao nó lúc kỳ, cắt kỳ cục cái ổ. Nó chạy không chạy, mà nó lúc không lúc, mà nó kỳ chợ. Nó lừ đừ hả? Nó liệt liệt, hơi liệt liệt xuống ha. Đang kiểu lạ lạ dính hơn đông. Mẹ lo cái phao dễ vậy cũng dính trời. Cá gì kỳ trời? Cá nhỏ. Cá nhỏ, gửi nó đi. Mình bắt con cá bự. Mình dụ nó, mình bắt con cá bự. Cá nhỏ ăn rỉ giật không dính nha mọi người. Mọi người đón xem chút nữa có lên được con cá nào to không nha mọi người. Chờ chút nữa nha mọi người. Thế nào cũng dính à. Rồi mọi người đón xem. Mọi người ơi, anh Đông dính cá rồi mọi người. Cá gì đây, cá gì đây? Cá gì mà lớn mà chạy dữ, chạy lâu cái câu thứ ghê vậy. Cá cóc, cá cóc hay cá gì á anh Đông ơi? Cá gì? Ôi bự vậy. Wow. Dính cá trôi rồi mọi người ơi. Lên cá trôi, lên cá trôi. Đây. Wow. Được con cá trôi bự bự rồi nè mọi người. Ú nu. Cá này nó ú đã quá. Lụm chiều lụm được con cá trôi ú lu. Ú lu mập lù. Quá đã. Phao nó chạy cỡ ú lu mập lù luôn. Tiếp tục. Lên được con cá trôi, thế nào cũng lên được con cá bự à. Đã em nói chiều mới bắt nó lên mà. Sớm quá bắt lên, nắng nó mệt. Chiều mình mới bắt lên, mình đem về. Vô rộng. Đó, được con cá đó là thấy hả. Nặng nặng cái rộng rồi nha mọi người. U lù. Rồi mời mọi người đón xem tiếp đây. Buổi chiều mình có lên được con cá trôi nào bự hơn nữa không nha mọi người. Mời mọi người đón xem tiếp. Chiều này câu cá mà xuồng du lịch làm động hết trơn mọi người, chạy riết rồi động câu không được luôn nha mọi người. Đây nó qua hai ba đòn lận á, một chiếc phía sau nữa nên hả à, đậu phải dỡ cần lên. Dỡ cần lên để chờ xuồng ghe nó qua xong mới câu lại nha mọi người. Nên cá nó cũng động nên nó ăn chậm mọi người ơi. Chiều nay thất thu đó mọi người. Dính cá nhỏ nhỏ không à. Với phần động quá nó cũng ít ăn nha mọi người. Mọi người đón xem đi, chiều cái này con gì ăn? Có im im lại không hả? Có còn cá bự nào nó lên được không chứ giờ là thua rồi mọi người. Giờ đang ngồi để chờ á. Chứ câu chưa được luôn nha mọi người. Tiếp tục có chiếc nó chuẩn bị qua nữa nè mọi người. Là ba chiếc nó nguyên một đoàn luôn á. Đấy một chiếc tiếp tục tới nữa nè. Nên khó câu lắm mọi người ơi. Đây một chiếc chạy qua thôi là nó đỡ động này, nó hai ba chiếc lượt. Đi nguyên đoàn luôn mọi người. Đó, nên phải dỡ cần lên mình chờ cho kia qua xong. Nào còn tới nữa hết chứ hết què hết kia mình mới câu lại được nha mọi người. Hết giờ á về luôn á. Rồi tiếp tục chờ đợi, đợi chờ là hạnh phúc. Em chờ đợi vậy là thường xuyên luôn, anh chờ có ba chiếc, em chờ từ sáng tới chiều. Rồi mời mọi người đón xem buổi chiều chiều coi có dính được cá gì ngon không nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người xem đã xem cuối clip. Rồi dính mọi người ơi, chỉ dính được con cá ô cá cóc bự. Lên được con cá cóc bự nha mọi người.
quá. Cuối cùng cũng dính thôi, chạy đâu cho khỏi, nó chiều mới lên mà, chiều mới bắt đầu lên nha mọi người. Lắm con cá cóc bự, lắm tiền, lắm. Tiếp tục ghe, anh Đông câu hết được rồi. Ghe tàu, tàu ghe chạy qua chạy lại, cá nó dạt qua bên bờ. Ừ rồi, mời mọi người đón xem tiếp nha mọi người. Chiều có lên được con nào nữa không nha mọi người, dính mọi người. Đồng dính tiếp tục. Cái gì đây, cái gì, cái gì? Wow, cá rô, rô biển mập mọi người ơi. Đây lên được cá rô biển bự nha mọi người. À, đã không to đồ ngủ nu nu. Giờ chiều làm chừng 6-7 con đó là được ký rồi. Nu u nu nút có u nu nút con khúc. Cá u nu này đem lên chiên xù. Gô biển nó ú y như là con gô biển. Làm nước mắm me. À, đỡ, gô biển vô. Đã tà. Một dĩa. Mô tả thôi đã thèm mọi người ơi. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem. Mọi người nhớ đón xem lên. Giữa giữa cuối cuối clip chiều nay mát mát cá nó ăn lại nha mọi người. Hy vọng chiều lên được con cá trôi, cá trôi chừng ký mấy 2 ký cho nó hấp dẫn nha mọi người. Trời, cảm ơn mọi người đã xem. Dính mọi người ơi. Dính. Lụm. Cô Nguyễn. Cái gì đây, cái gì đây? Cô Nguyễn rồi. Cái gì, cái gì, cái gì? Gô biển không? Gô biển chắc. Gô biển, gô biển. Biết phải cá rô biển không nha mọi người. Qua ai cá rô biển thiệt. Đúng là con cá rô biển. Cá rô biển u nu nha mọi người. Mà nhỏ hơn con nãy. Nhỏ hơn. Và wow, đã chưa? Nó ú y con rô biển. Ui, ui. Giống y hệt như con cá rô biển. Ừ. Tại vì nó là con cá rô biển. Vô rộng. Mời mọi người tiếp tục đón xem coi có lên được con cá trôi nào không nha mọi người. Lên con cá trôi coi mấy đá. Nó ghi liệt liệt cần luôn, mấy hấp dẫn nha mọi người. Mời mọi người đón xem tiếp. Giờ tới chiều coi có lên được cá bự không nha mọi người. Tiếp tục lên được con cá cóc nha mọi người. Gình bá gình nãy giờ nó ăn biết bao nhiêu cục mồi bá mới bắt được nó nè. Rỉa sức hết bao nhiêu cục mồi. Cuối cùng cũng dính được nó nha mọi người. Cái kiên trì mới bắt được nó. Để thôi là hả? Đình sớm giờ mới dính. Để thôi là nó sảy hết rồi. Cá này nó khôn lắm mọi người. Bên phía bên kia cá mới còn nhiều nhưng bên kia không có qua được mọi người. Cái thứ nhất đi xuồng qua thì trời nắng quá chịu không nổi. Đất thì nó sình không, không cắm dù được. Nên không có cách nào qua đó câu được nha mọi người. Ngồi dưới xuồng thì nắng quá chịu cũng không nổi luôn. Chỉ có ngồi bên đây dục qua thì dính được con nào bắt con đó thôi chứ mà không khai thác được bên đó nha mọi người. Mà mọi người đón xem tiếp chiều chiều tối tối có được cá nào ngon không nha mọi người. Phải dính cá cóc nữa mọi người ơi. Chị Tiền dính thêm con cá cóc nữa kìa. À móc cá thiểu sống nãy hả? Ừ. Nè mọi người. Lên con cá cóc nữa nè. Cuối cùng cũng dính được con cá cóc nữa. Nó còn sống không? Giờ mình anh Long. Kệ để mẹ nó đi. Anh móc con cá này nè. Ôi cá nó bự lắm. Cái này bự hả? Chiều anh Đông anh rê cá lóc. Anh rê cá lóc ngầm thử rồi. Chị gái chị. Thụn nó lâu giật mình chạy. Có cá cóc nào nhỏ không? Nè cá này nè, chứ không có con cá nào nhỏ chứ. Có con nào nhỏ hơn, nãy có con nhỏ hơn mà. Nãy có con nhỏ á. Con cá nào còn sống không? Giờ anh rê cá lóc bông nha mọi người. Cá này chết rồi. Cá anh rê có dính được con cá lóc mà không nha mọi người. Mời mọi người đón xem coi được chiều nay được cái gì ngon nha mọi người. Giờ này có một chuyến du lịch cuối của đoàn của Tràng Chim nha mọi người. Quà nó chạy nè. Giờ thấy nó đi dữ không? Chạy tốc độ luôn á.
Rồi mời mọi người trở lại câu cá cho mình. Quay luôn. Dạ. Dưới, dưới, dưới ngay cần kia. Trời ơi, bước lại dở cái cần này lên cái bắt đứng bắt ngó. À, đang đang lên cá bự nha mọi người, cá nó dính nó đang chạy dữ lắm mà nè. Thôi đi. Wow. Ra là ra là ra. Ủa nó chạy kìa 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 kìa. Lóc hả gì ông nội vô. Có bông, thấy cái đầu có bông rồi đó. Vậy hả? Quá. Giờ nó dính cá. Ờ cá lóc kìa mọi người ơi. Có bông rõ ràng thấy không? Ồ, cá lóc. Ôi ôi. Đã không? Đã không? Đã không? Khoảng cá bông không? Cá bông. Cá bông. Và cá lóc bông này nha mọi người. Đấy cái đầu nó nè, nè, nè. Đó. Ơ dính gao anh đâu? Cho nó mệt đi. Đây còn cá lóc bông này nha mọi người, lâu lắm mấy tôi mới thấy con cá lóc bông nha mọi người. Ơ nhảy. Trời ơi. Ôi anh không xuống anh nắm. Thôi. Trời ơi sao lên nổi. Trời ơi. Đứt rồi mọi người ơi, nó tới đây là nó sẽ lọt xuống cái ẩm rồi, xong. Cá bự ghê. Biến xuống. Nó phải nắm cái đầu nó mới được. Đứt lưỡi luôn. Dây này nó nhỏ quá mà. Để em xuống cho không chịu đứng giỏng lưng. Tiêu rồi, nó lại xảy rồi mọi người ơi. Rồi hẹn mọi người con khác nha. Con này lên không được mọi người ơi, thả nó lại rồi. Thả lại lần sau bắt nữa nha mọi người. Gì mà chạy dữ vậy? Ô cá bự nha mọi người. Qua anh Đông lên cá bự nè. Phải không? Ui. Cá bự rồi mọi người ơi. Qua chiều nào anh lên được con cá bự rồi nè. Mọi người đón xem ảnh lên nha mọi người. Lấy mấy câu lên phải không? Ôi. Chị dính cá gì? Cái biển. Cái biển hả? Wow. Ơi. Mẹ quấn dây trời ơi. Cá bự nha mọi người. Ăn nữa. Bây giờ cá cũng đã hết ăn rồi nha mọi người. Mình xin kết thúc clip để về. Cũng tối rồi, giờ cũng gần 5 giờ rồi mọi người ơi. Thì chiều nay cũng câu cũng được một mớ cá cũng ngon không nha mọi người. Nè, đây là thành quả của lên luôn tức rồi. Wow, của buổi chiều hôm nay nha mọi người. Được con cá choi. Con rồi, cá choi vô quanh thật. Con cá cóc, cá mè dinh với bạn cá rô biển nha. Cá rô đồng nha mọi người. Đó là thành quả của anh Đồng. Của chị cũng có mấy con ở trong rặng nha mọi người. Chiều nay thì bữa nay thì cá nó cũng không có nhiều. Đó, này trong cái rộng của chị cũng có mớ nữa nha mọi người. Đó, này bên chị nha. Hồi nãy là bên anh Đồng. Thì gọi là cũng có nhưng mà không được nhiều như mọi ngày nha mọi người. Rồi mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Hẹn mọi người clip tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem. Chúc mọi người buổi chiều nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo.